Mỗi khi Showbiz có một cuộc tình tan vỡ, người ta lại nhìn vào Công Vinh Thủy Tiên mà so sánh. Giữa Showbiz ồn ào thị phi với vô số cuộc hôn nhân nay hợp mai tan, tổ ấm hạnh phúc của Công Vinh và Thủy Tiên như một điểm sáng và được coi là kiểu mẫu để công chúng ngưỡng mộ. Với công chúng Việt Nam, Thủy Tiên được biết đến như một nữ ca sĩ, sở hữu hàng loạt hit viết nên bởi chính khả năng sáng tác của mình. Cùng giọng hát ngọt ngào, cảm xúc và đặc biệt, một chuyện tình đáng ngưỡng mộ với tuyển thủ hàng đầu Việt Nam Công Vinh suốt nhiều năm liền. Tháng 11, 2018, hình ảnh Thủy Tiên xuất hiện bên em gái Công Vinh trên sân vận động Mỹ Đình trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup đã khởi nguồn cho câu chuyện tình ái đình đám nhất showbiz cách đây 10 năm. Và câu chuyện tình được mệnh danh là chàng bét nàng vít Việt Nam đã ra đời từ đó. Để có được hạnh phúc viên mãn như hôm nay, cặp đôi bét vít Việt Nam đã phải cùng nắm tay nhau đi qua không ít cơn sóng dữ. Có lẽ họ đến với nhau là theo sự sắp đặt của số mệnh. Nên dù trong lần đầu gặp gỡ, cả hai chưa từng bị tiếng sét ái tình đánh trúng, nhưng cuối cùng đã trở thành cặp đôi vàng của showbiz Việt. Giống như Beckham, Công Vinh là danh thủ nổi tiếng nhất Việt Nam với ngoại hình sáng bừng sương cỏ. Và cũng giống như Vít, Thủy Tiên là ca sĩ đình đám với đôi chân dài chứng danh cùng phong thái lạnh lùng. Sự trùng hợp ấy khiến cuộc tình của họ ồn ào, đã bị ném đá chẳng khác nào phiên bản gốc ở xứ sở sương mù. Họ bén duyên nhau cũng bắt đầu từ công việc, khi cả hai nhận lời mời chụp ảnh cho một tạp chí tuổi teen vào cuối năm 2008. Trước đó phải chăng vì lĩnh vực hoạt động nghệ thuật khác nhau, mà cả Công Vinh và Thủy Tiên đều chẳng mảy may có chút gì động lại trong đầu về người mình sắp làm việc chung. Kể cả đến khi đã thấy người thật ở bên ngoài, họ cũng không có ấn tượng gì sâu sắc cho đối phương của mình. Công Vinh nào biết cô gái mặt đầm hường trong gầy gò đen đen, mái tóc xù vàng hoe như bị điện giật, cùng kiểu trang điểm teen quá mức của năm ấy, lại là vợ của mình sau này. Đúng là khi người ta thật lòng yêu nhau thì sức mạnh của tình yêu sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Đạp sóng dữ mà đi, họ tay trong tay cùng nhau xuất hiện trong lễ trao giải quả bóng vàng năm 2008, được trao vào tháng 3 2009, nhưng ngầm khẳng định và đặt tên cho mối quan hệ này. Và khi mọi chuyện đang dần lắng xuống thì trước chuyến đi dài ngày sang Bồ Đào Nha thi đấu, chàng tiền đạo điển trai một lần nữa khiến dân tình chóng mặt khi khẳng định chắc nịch với báo chí về tình yêu giữa anh và nữ ca sĩ Ngôi Nhà Hạnh Phúc là thật và vẫn rất bền. Anh thổ lộ vừa chân thành vừa vụng về. Một người đặc biệt nữa mà tôi ngày đêm thương nhớ lo lắng là bạn gái Thủy Tiên. Tôi và Thủy Tiên yêu nhau, chúng tôi là một cặp mà nói như chị ca sĩ Phương Thanh là một cặp trời sinh. Sau khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn, Công Vinh và Thủy Tiên nghĩ nghiêm túc đến chuyện xây dựng cho nhau một tổ ấm. Cuối năm 2011, lễ đính hôn của họ được tổ chức ấm cúng tại Kiên Giang, quê nhà của Thủy Tiên, với sự chứng kiến và chúc phúc của hai bên gia đình cùng những bạn bè thân thiết. Không lâu sau đó, Thủy Tiên có tin vui và sinh bé bánh gạo trong niềm hạnh phúc của vợ chồng trẻ vào đầu năm 2013. Sau rất nhiều thị phi không mong muốn, Công Vinh cũng đã cho Thủy Tiên mặc váy cô dâu và danh chính ngôn thuận rước nàng về dinh. Việc Công Vinh công khai tình yêu với Thủy Tiên đã biến Thủy Tiên trở thành ca sĩ bị ghét nhất Việt Nam. Mới đây trong một chương trình soi ánh hào quang, người ta mới vỡ lẽ lý do Công Vinh tự phơi bày tình cảm riêng tư là vì sợ Thủy Tiên ở nhà ngoại tình. Cùng vào thời điểm đó, người ta chỉ nghĩ được anh chàng danh thủ ngờ nghệch đã bị cô ca sĩ lắm chiêu, điều khiển, hòng lợi dụng tên tuổi của anh ta mà nổi lên phên. Thậm chí nhiều người còn đinh ninh rằng đó chỉ đơn giản là một bản hợp đồng tình ái để lăng xê cho cả hai. Thành ra Công Vinh càng cố gắng chứng tỏ tình yêu trước bạn dân thiên hạ thì Thủy Tiên càng bị chửi, nào là chụp ảnh bán nêu, nào là xăm tên Thủy Tiên vào cánh tay. Người ta bảo danh thủ biến chất, bị Thủy Tiên lôi kéo vào showbiz mà thiếu tập trung vào sân cỏ. Ông trời cũng trêu người khi sự nghiệp của Công Vinh cứ sa sút. Dần đều kể từ lúc dính vào Thủy Tiên, đỉnh điểm là khi anh bị chấn thương nghiêm trọng, buộc phải dừng đá bóng trong nhiều tháng trời. Thậm chí người hâm mộ còn lo ngại Công Vinh cũng sẽ giống như Beckham, bị Victoria lột tuột ra khỏi bóng đá rồi dúi đầu anh vào Hollywood, thậm chí sẵn sàng quay lưng lại với người thầy ơn sâu nghĩa nặng của mình là huấn luyện viên Alex. Thủy Tiên đã rơi nước mắt khi nói về những ngày tháng đó, những ngày tháng cô bị gọi là ngải độc, là điềm gỡ của Công Vinh. Chỉ đến ngày 4 tháng 11, 2011, khi bức ảnh ăn hỏi bí mật của cặp đôi tại Kiên Giang bị rò rỉ, bản hợp đồng tình ái mà dư luận mặc định trong suốt 3 năm mới được gỡ bỏ. Cũng từ đây, chuyện tình Bét Vít phiên bản Việt được bước sang một trang mới tươi sáng hơn.
họ bắt đầu được nhìn nhận như một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz, nhất là khi sự nghiệp của Công Vinh khởi sắc trở lại và thông tin Thủy Tiên sở hữu nguồn thu nhập khủng từ bản quyền nhạc số các ca khúc tự sáng tác bị rò rỉ. Nhiều người vẫn không hiểu được vì sao Công Vinh có thể ở bên Thủy Tiên suốt 10 năm qua mà không hề có bất cứ scandal tình ái rùm beng nào như các cầu thủ nổi tiếng nước ngoài hay như những tài tử xương cỏ trong nước. Hẳn là vì họ không thấy điều mà ca sĩ Phương Thanh thấy, họ thực sự là một cặp trời sinh. Cả Công Vinh và Thủy Tiên đều là hình mẫu của những con người có tài năng và gây dựng sự nghiệp thành công nhờ thực lực, nỗ lực và sự khổ luyện. Thủy Tiên dù từng bị gắn mác gái hư nhưng chỉ là do cách ăn mặc gợi cảm và những phát ngôn sơ sẩy. Còn thực tế cô nằm trong số hiếm chân dài showbiz, không có bất kỳ scandal tình ái nào ngoài chuyện tình với người chồng hiện tại của mình. Công Vinh và Thủy Tiên cũng có xuất thân khá tương đồng, họ đều sinh ra và lớn lên trong nghèo khó. Điều chịu cảnh thiệt thòi khi không được sống trong gia đình đủ đầy yêu thương của bố mẹ. Khi có cơ hội kiếm tiền, cả hai đều mang thu nhập mồ hôi nước mắt ấy, quay về báo hiếu, lo toan cho người thân thay vì tiêu xài chân diện. Thủy Tiên dù là ca sĩ hạng A, trước khi chấp nhận lui dần về hậu trường để chăm chút cho tổ ấm, song chưa từng phô trương về sự giàu có, cũng chẳng có thói quen dắt hàng hiệu lên người để thể hiện đẳng cấp phù phiếm xa hoa. Thú vị hơn, dù Thủy Tiên thường xuyên khoe những món quà đắt đỏ chồng tặng, nhưng thật ra cô mới chính là đại gia. Ngay cả khi không chạy show nhiều trong 3 năm qua, Thủy Tiên vẫn cứ là ngôi sao có thu nhập khủng nhờ nguồn tiền từ bản quyền nhạc số khá ổn định. Chưa kể như tiết lộ của Công Vinh, kể từ lúc góp gạo thổi cơm chung, có bao nhiêu tiền anh đều đưa hết cho bạn gái và hiện giờ là vợ quản lý. Thậm chí anh có chi tiêu gì cũng bị đặt dưới sự giám sát của Thủy Tiên, bởi lẽ chiếc thẻ anh cầm mang tên vợ mình. Cặp đôi Bad Fit hợp nhau ở mọi điểm và chung chí hướng. Trong hầu hết mọi vấn đề của cuộc sống, không chỉ song hành bên nhau trong công việc, họ còn đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, mang tiền đi giúp đỡ những người nghèo khó. Và Thủy Tiên khi trở thành thành viên của gia đình Công Vinh cũng chẳng ngại ngần, ghé vai gánh vác gia sơn nhà chồng. Cũng giống như vết sẵn sàng xù lông đen để bảo vệ người chồng nổi tiếng mỗi khi dư luận chỉ giao, Thủy Tiên lúc nào cũng giành quyền lên tiếng khi Công Vinh gặp sự cố với công luận. Cô gái lạnh lùng ít nói thường ngày, ít nói tới mức mẹ chồng hồi mới quen còn tưởng nàng dâu tương lai khinh người, lại trở thành kẻ hoạt ngôn sắc sảo, thậm chí còn có chút hồ đồ hấp tấp mỗi khi người đàn ông của mình bị ai đó động chạm. Từ chuyện lớn liên quan đến bóng đá tới chuyện nhỏ liên quan tới cô em chồng, Thủy Tiên đều ra mặt bảo vệ Công Vinh. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chàng danh thủ điển trai lại sẵn sàng đội vợ lên đầu, chấp nhận làm kẻ bị ăn hiếp trong gia đình. Người ta bảo Thủy Tiên có số hưởng, rồi khi biết Thủy Tiên từng trải qua tuổi thơ bị bạo hành và lạm dụng, người ta lại bảo Thủy Tiên được ông trời đền đáp. Nhưng thật ra trái ngọt hôm nay trong gia đình Thủy Tiên Công Vinh không hoàn toàn do mệnh trời. Đó đơn giản là hạnh phúc chưng cất từ nước mắt mặn mòi trong suốt những năm tháng yêu đương, ngậm đắng nuốt cay không thể chia sẻ với ai, chỉ biết lặng lẽ chăm chút cho nhau, lặng lẽ ủng hộ nhau, lặng lẽ hỗ trợ nhau cùng đạt được mục tiêu của cuộc đời. 10 năm yêu nhau, 6 năm chung sống, Thủy Tiên Công Vinh đã làm thay đổi nhận thức của dư luận về những mối tình chớp nhoáng trong showbiz. Đến với nhau từ những ngày đầu còn chưa có tiếng tăm, cả hai đã cùng nắm tay nhau vượt qua sự khắc nghiệt của miệng đời, của scandal và đến nay vẫn bền vững một tình yêu son sắt. Từng ấy năm bên nhau, Thủy Tiên và Công Vinh vẫn lãng mạn như những ngày đầu. Trải qua bao thăng trầm hơn ai hết, cả hai đều hiểu rằng có tin tưởng mới giữ được tình cảm trọn vẹn cho nhau. Có thể với nhiều người, nói lời yêu đương thì dễ, nắm tay hay hôn cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng dắt nhau qua ngần ấy năm thì không phải ai cũng làm được như cặp đôi này. Sau 10 năm kể từ ngày cả hai công khai chuyện tình cảm, đến nay chưa một lần nào khán giả thấy Thủy Tiên xuống sắc hay Công Vinh than vãn chuyện gia đình cơm chẳng lành, canh không ngọt. Với Tiên, anh Vinh không chỉ là người chồng, người cha, người bạn đời mà Tiên còn xem anh Vinh là người yêu, người bạn. Chính vì thế Tiên và anh Vinh luôn tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi. Ai nói cuộc sống gia đình nhàm chán, chứ với Tiên thì đó luôn là điều thú vị mỗi ngày. Để rồi giữa showbiz ồn ào thị phi với vô số cuộc hôn nhân nay hợp mai tan, tổ ấm hạnh phúc của Công Vinh Thủy Tiên như một điểm sáng và được coi là kiểu mẫu để công chúng ngưỡng mộ.